Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy và quý sư cô, nguyên nhân khổ đau và sanh tử là chủ đề của chuyên đề 15 kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đây là nội dung phần thứ 2, quyển 8 của bản kinh này. Nếu khổ đau là nhân, sanh tử là quả, thì tất cả các hoạt động tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ được xem là nhân của khổ đau. Quan hệ mắc xích đa chiều vừa nêu đó đã tạo thành sự nhập nhằng mà chúng sinh, bao gồm con người và các loài hữu tình, đã phải nối tiếp nhau trôi lăn trong sanh tử. Trong phần này, Đức Phật đã phân tích một cách rất bao quát về những nguyên nhân trực tiếp, những nguyên nhân gián tiếp mà sự tập kết các hạt giống của chúng đó sẽ dẫn đến những hậu quả khổ đau. Dựa vào tinh thần này, chúng ta lần lượt phân tích các nguyên nhân mà Đức Phật nêu ra trong kinh như sau. Vấn đề 1, vọng kiến và tập khí. Theo Đức Phật, trong kinh Lăng Nghiêm, bản tính giác ngộ của chúng sinh là vốn thanh tịnh, nhưng vì vọng kiến, tức là các hình thái tà kiến, chấp thủ, si mê đã đạo diễn và chi phối toàn bộ các hoạt động nhận thức và hành vi của con người. Từ đó con người bắt đầu tập thành những thói quen mang tính phàm phu. Những thói quen đó đã trở thành như là quán tính và đẩy con người cũng như là các chủng loại động vật theo cái cuộc sanh tử. Cho nên nếu vọng kiến là nguyên nhân sâu xa, thì các tập khí phàm chính là các nguyên nhân hiện thực dẫn đến sự tiếp nối trong sanh tử và luân hồi. Quan hệ giữa vọng kiến và tập khí đó được xem là hai chiều. Nơi nào có vọng kiến, nơi đó các tập khí phàm phu tiếp tục hiện hữu. Nơi nào có tập khí phàm phu hiện hữu, nơi đó các nhận thức, phán đoán, đánh giá, biện luận, tiếp cận vấn đề, giải quyết của vấn đề của con người lại diễn ra theo một công thức đã được lập trình sẵn trên nền tảng của tập khí phàm. Trên nền tảng đó, Đức Phật đã chia ra hai loại tập khí với tên gọi là tập khí sâu ẩn, nội tập khí, và sập khí biểu đạt, tức là ngoại tập khí. Về tập khí sâu ẩn đó, là phần bên trong quyết định tất cả các biểu hiện tập khí bên ngoài. Theo Đức Phật, nội tập khí chính là tâm tham ái, mà nặng nhất là tâm dục ái hay ái dục, kama tanha, đã khởi lên các vọng tình, vọng thức, làm cho con người bị thôi thúc, trói buộc bởi tính bản năng. Và khi mà các vọng tình chấp trước chưa được chuyển hóa đó, thì lúc đó dòng chảy của tham ái đã đẩy con người vào trong sanh tử. Các biểu đạt bên ngoài của dòng tham ái về phương diện thưởng thức giác quan là các món ăn, rồi vật thực, những cái điều kiện để hưởng thụ giác quan, những cái ký ức, những cái giận buồn, rồi những tham cầu mong muốn thấm nhuần bởi dòng chảy của nước tham. Khi tâm tham ái còn tiếp tục hoạt động, thì lúc đó tham dục dưới hình thức là tham vị kỷ, tham vi pháp, tham vi đạo đức bắt đầu có mặt. Thì đó, khi giao tiếp với thành phần khác giới phái hoặc đồng giới tính, thì con người khởi lên những tâm muốn ái nhiễm, hoạt động tính dục một cách thầm lặng trong tâm,
hay là biểu đạt một cách cụ thể bên ngoài. Dầu mức độ tham ái và ái dục ở con người về chủng loại tình thức đó là khác nhau, nhưng bản chất của sự chảy ái dục trong sinh tử là giống nhau. Cho nên ai trôi lăn theo nội tập khí tham ái thì lập tức tiếp tục cái tiến trình sanh tử như là một quy luật. Ở mức độ tệ hại nhất, thấp nhất, người bị nhiễm tham ái là rơi vào lối sống sa đọa. Bởi vậy đây là tập khí mang tính câu hữu, tồn tại với chúng sinh trong các kiếp sanh tử, và nó có một sức chi phối rất lớn dưới hình thức là ám ảnh, thôi thúc, mang tính bản năng. Và toàn bộ cuộc sanh tử của con người theo Đức Phật trong Kinh Luân Nghiêm là do quy luật tham ái này chi phối. Như vậy, làm chủ được tham ái, chuyển hóa được tham ái bằng bát chánh đạo hay là những phương pháp tâm linh thay thế tích cực, thì con người dần dà chặt đứt được mắc xích sanh tử. Ngoài tham ái như là tập khí bên trong, thì theo Đức Phật, các chúng sinh trôi lăn ở trong khổ đau còn bị tập khởi bởi, chi phối bởi, đạo dưỡng bởi các tập khí bên ngoài. Đó là những cái biểu đạt rất cụ thể mà con người có thể hình dung, cảm nhận. Ở đây Đức Phật nêu ra, thứ nhất là do lòng khao khát, tham ái chi phối bên trong mà các vọng tưởng, vọng niệm, loạn tưởng, trần lao, nghiệp chướng bắt đầu xuất hiện. Các vọng tưởng có mặt ở chỗ nào á, thì sự trôi lăn trong sanh tử có mặt ở chỗ đó. Từ đó sanh ra những cái thói quen về háo thắng, sống vội, buông xả, dễ vui, thiển cận, vân vân. Hễ vượt qua được những cái tập khí bên ngoài thì thân thể con người đó trở nên nhẹ nhàng, khinh an, thư thái. Và ở điểm này đó chúng ta thấy là ít nhất đó, cái cảm quan về hạnh phúc giác quan thường bị con người tại gia đánh đồng là hạnh phúc đích thực, chỉ là một chất buông xuông, mà sự tồn tại của nó theo các khoa học gia hiện đại đó chỉ là vài chục giây trên bộ não. Nói cách khác là các cái nội tập khí sẽ tạo thành những cái phản ứng khoái lạc tạm thời thôi, chứ không phải là một cái dòng chảy lâu dài. Cho nên chuyển hóa tập khí nội thì chúng ta có thể khắc phục được những tập khí bên ngoài. Hành trì tâm chú, tức là sử dụng thần chú như là phương tiện để thể đạt chánh niệm, là một trong những cách có thể giúp cho con người làm chủ được, vượt qua được các hoạt dụng của tập khí bên ngoài. Thì thông thường tâm tưởng của con người đó, nó tạo ra cái thói quen sống, khuynh hướng sống, tưởng đến cái cao thượng, giá trị, văn hóa, trí tuệ, tâm linh, đạo đức, thì tâm mình nó có cái khuynh hướng là bay bổng, nhẹ nhàng, thư thái, mình hướng về một cái phương trời rất cao rộng. Còn nghĩ tưởng về Phật đó thì hầu như là tâm chúng ta trở nên an lạc, bình an. Còn phụng sự Phật pháp, cuộc đời và quá độ chúng sinh đó, thì thấy tâm mình thăng quan phấn chấn, gần gũi với các thượng tri thức, thiện tri thức, vân vân, thì chúng ta gần như là có được sự khích lệ. Nói chung là tùy theo các đối tượng, con người, sự hoạt, tình huống, hoàn cảnh giao tế, bối cảnh giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, thì hầu như là các tập khí đó biểu đạt bên ngoài đó thì có một cái cơ hội tương tác, và chúng ta tạo ra các tập khí rồi chúng ta bị các tập khí chi phối. Nếu không nỗ lực làm chủ các giác quan, tức là làm chủ các biểu đạt tập khí, chúng ta chỉ là con lạc đặt bị tập khí sai sử thôi. Vươn lên trên các tập khí biểu đạt bên ngoài là chúng ta từng bước làm chủ được cái nguồn tập khí tồn tại bên trong là tham ái. Đức Phật khẳng định
dòng sanh tử tiếp nối hết đời này sang đời khác là do vì chúng sinh sống bằng các biểu đạt của tập khí. Tập khí là một chuỗi dài của các hành động có ý thức được tái lập đi lặp lại theo một cách thức như là một diễn trình, có khi như là đã được lập trình hóa. Vậy đó, cho đến lúc nào còn hơi thở, còn niềm hy vọng, thì cái thói quen bám víu vào sự sống lại tiếp tục diễn ra, thuận và nghịch trong cuộc sống, tích cực và tiêu cực trong cuộc sống cũng đều do cái khuynh hướng tập khí chi phối. Khi tập khí mà đang sinh với nhau, tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, tất cả những thứ này nó lại tạo thành những mắc xích của những thói quen tiêu cực khác. Cứ như thế, con người hết tái sanh cảnh giới người đến cái sanh các cảnh giới thấp hơn và ngược lại. Bằng việc làm chủ các tập khí, để nó bật khuyên mọi người đó phát triển các hạt giống đạo đức, trí tuệ, thanh tịnh, để chúng ta có thể trong đời sống hiện tại này trải nghiệm các tập khí an vui. Và đó là những nguyên nhân có thể giúp cho con người vượt qua được các giới hạn của lối sống phàm. Như vậy, hai hoạt dụng của tập khí bên trong, tức tham ái, và tập khí bên ngoài, tức là các hệ quả, các hậu quả, các biểu đạt của tham ái qua các khuynh hướng hưởng thụ khoái lạc giác quan, chính là các nguyên nhân mà theo đó ai tồn tại và bị chi phối bởi sẽ tiếp tục trải nghiệm nỗi khổ niềm đau trong sanh tử. Tập khí phàm là gốc rễ của sanh tử, sanh tử là gốc rễ để tiếp tục tạo ra hoạt động phàm và khổ đau. Nắm rõ được mắc xích hai chiều đó, chúng ta tiếp tục đưa vào lời Phật dạy trong Kinh Lăng Nghiêm để phân tích và tìm cách để vượt qua các biểu đạt của tập khí bên trong và tập khí bên ngoài. Vấn đề 2, tình và tưởng là hai biểu đạt của tập khí phàm. Tình và tưởng tạo ra lối sống bao gồm các thói quen. Ở đây Đức Phật lấy hai biểu đạt này làm thước đo, trên hệ thước đo đó phân định ra trình độ tâm linh cao thấp khác nhau. Và đây là một dữ liệu phân tích khá lý thú, mà theo đó đó cái trình độ tâm linh và đạo đức của chúng sinh trong thế giới hữu tình đã trở nên rất là khác biệt. Và thước đo với các hệ tình và tưởng được Đức Phật nêu ra như sau. Tình huống 1, tình ít tưởng nhiều, tức là đời sống tình dục không bận tâm lắm, không bị thu thúc lắm, tưởng tích cực, lạc quan, phát minh, sáng kiến, sáng tạo nhiều á, thì con người có khuynh hướng sống nhẹ nhàng, thoáng đạt, cao xa, và có thể vượt lên trên các cái lối sống rất là phàm tục, và hiếm có những cái trở ngại nào có thể chối chưng được hay là ghì kéo lại với người đã vượt qua được các cái hệ lụy của tính dục và tình yêu. Trên nền tảng này, nếu hành giả tiếp tục phát triển các thiện nguyện để từ đó nổi lên các nỗ lực bảo hộ Phật pháp, rồi đồng thời trao dồi đời sống đạo đức, phát triển thiền định, thành tựu được là năng lực chịu đựng tích cực, làm các Phật sự gắn kết với các hoạt động từ thiện, chia sẻ nỗi khổ niềm đau, giúp cho con người ngộ được chánh pháp Phật, thì trước sau gì các nhân vật này cũng tiệm cận được chân lý của Phật. Và khi làm các hoạt dụng đó thì họ được xem là
đang ở bên cạnh pháp tòa của Như Lai, tức là đang trải nghiệm được cái sự vững chãi an trú ở trong giáo pháp Phật. Đây là cái trình độ mà người phàm mà có thể đạt được ở mức độ cao. Ai có được năng lực tình ít, tưởng tích cực nhiều, chọn con đường xuất gia có thể làm được nhiều việc lớn. Chọn con đường phụng sự với tư cách là tại gia cũng có thể làm được các nghĩa cử lớn và đề nghiệp. Tình huống hai, tình và tưởng bằng nhau. Bay bổng thì chẳng hẳn là được như thế, chìm vào trong đời sống hưởng dục cũng chẳng phải như thế. Hạng người này đó là ở mức độ trung bình, giống như là một cái thước đo đó, thì họ ở mức độ zero của kiếp người. Và điều đó nó lệ thuộc vào hoàn cảnh sống, điều kiện sống, môi trường giáo dục, kinh nghiệm cá nhân, tình bạn giao tế. Nếu phát triển cái tưởng sáng suốt thì họ trở nên rất thông minh. Nếu tình mà rơi vào si mê, ái nhiễm thì trở nên ngu độn. Và ở đây đó, tình và tưởng trở thành là hai lực lượng giành xé nhau, tước đoạt nhau để giành quyền khống chế tâm tính của con người. Thì ở mức độ này đó, nếu đi tu thì có người thành tựu được khoảng 50%, 50% còn lại có thể bị thất bại do nặng về cái phần tình, hoặc về sau này đó tình trở nên khống chế. Như vậy là đây là loại người mà mô tiếp tình và tưởng đó, nó trở thành là không có nào nổi trội hơn, cái nào cũng bị vướng kẹt, cái nào cũng có. Cho nên là phát triển theo bối cảnh tích cực đó thì tưởng được nâng cao, tình được giảm đi. Tình huống ba, tình nhiều tưởng ít, tức là quá nặng về đời sống tham ái. Và nếu không dừng các hoạt dụng tham ái đó thì họ đặt nặng về đời sống tính dục. Thì trong Kinh Đô La Nghiêm, Đức Phật khẳng định đây là các loại súc sinh. Và nếu người nào sống nặng về tình nhiều tưởng ít, tức là phần trí thức quá kém, phần hưởng thụ tính dục quá nhiều đó, thì khi chết có thể tái sanh vào các loài động vật gia súc. Nặng á thì làm các loài có lông, nhẹ thì làm loài có cánh. Và cái quy luật đó, nó là nhân quả. Ai thuộc về mô tiếp này thì rất khó tu, vì nỗi ám ảnh về hưởng thụ khoái lạc tính dục đó đã trở thành như là cái phần ngự trị trong tâm thức. Và ai nặng về vấn đề này đó rất khó có thể giữ được chung thủy một vợ một chồng với tư cách là người đời. Còn nếu có chí nguyện đi xuất gia thì phải vất vả nỗ lực gấp 10 lần so với người bình thường thì mới có thể tu được ở trình độ trung bình. Cho nên ai mà nặng về tình nhiều tưởng ít thì tốt nhất chỉ nên làm người tại gia. Tình huống 4, 7 phần tình, 3 phần tưởng, tức là một phần phát triển nói rộng ra của tình huống thứ ba vừa nêu. Ở đây đó thì chúng sanh sẽ bị chìm vào cái dòng thủy luân và có thể trải nghiệm rất nhiều các nỗi khổ niềm đau. Thường bị tình ái đốt cháy. Rồi việc làm gì, tưởng tượng gì, hoạt động gì đó cũng bị cái phần tình nó khống chế chi phối. Họ trở nên rất si tình, rất si mê, lao vào cái khắc ái rồi đó, gần như là trở thành con thiêu thân. Biết là khổ trước mắt mà vẫn không thể rút ra được. Thì dạng này đó gần như là bị một cú hút nào đó là đánh mất chính mình. Mà dân gian thường ngộ nhận rằng có lẽ là bị bùa mê thuốc lú hay là bùa yêu, cho nên nhân vật đó đã bỏ vợ bỏ chồng đi theo một tiếng gọi xét đến nào đó. Thực ra chẳng phải thế, mà là do vì đó là hoạt động tính dục ở người này nó chiếm đến 70%, đang khi phần tưởng tức là hoạt động lý trí đó trở nên quá mờ nhạt,
bị khống chế, bao phủ bởi, cho nên họ sống theo khao khát, họ hoạt động theo bản năng, họ chi phối bởi các cái tập khí nặng về hưởng thụ. Tình huống năm, chín phần tình, một phần tưởng, thì đây là tình huống là khá tệ. Gần như trong đời sống tinh thần và văn hóa của các chúng sinh lộ này đó, lúc nào cũng nghĩ tưởng đến hưởng thụ tính dục pháp. Họ ám ảnh bể, họ bị chi phối bể, họ đi tìm kiếm các đối tượng để giải quyết các khao khát hưởng thụ thôi. Thì ai rơi vào tình huống này thì dễ chọn các nghề lầu xanh, nam nữ hay là giới tính thứ ba gì cũng có đủ các thành phần như thế. Thì họ trở thành là mối đại họa cho chính mình và mối đại họa cho các gia đình hạnh phúc khác. Tình huống 6, thuần tình tới gần như là 100% nặng về tính dục, hoàn toàn không có hoạt động lý tính. Các lý tính đó trở nên mờ nhạt. Các hoạt động của nhân vật này đó thì bị tình ái chi phối hết, khống chế hết. Cho nên khi họ có mặt ở đâu là họ thường là chém gió để tìm sự khống chế. Họ có thể trở thành là nói dai, nói dài, nói dở để chinh phục. Và rất dễ chinh phục những người khác giới phái, bởi vì họ sanh ra để mà hướng đến cái con đường hưởng thụ này. Và hầu như là họ không cần phải bận tâm đến những gì khác hết. Rất là nặng. Và cái cảnh giới đó là cảnh giới rất đau khổ, bởi vì suốt cuộc đời thay lông đổi áo tình yêu rất thường xuyên, dễ nhàm chán và tìm kiếm các đối tượng tình ái mới. Thì những người thuộc giới tính thứ ba phần lớn là kẹp vào thuần tình. Nếu như những người giới tính nhất định, giới tính nữ hoặc là giới tính nam, thì trong một kiếp người thường có khoảng 3 cho đến 5 bạn tình. Thì những người thuộc giới tính thứ ba đó có thể có đến 100 bạn tình hoặc hơn thế. Cái nhu cầu thỏa mãn của họ là rất cao. Đang khi những cái tán đồng ủng hộ về phương diện xã hội là bị khép kín, cho nên cái ức chế tâm lý đó nó làm cho họ gần như là bị tan vỡ các cuộc tình. Thì đôi lúc có nhiều người giới tính thứ ba chỉ trong vòng một năm có thể thay đổi bạn tình đến 10 lần. Và những người như thế thì rất là khổ đau, họ bị chi phối bởi cái hoạt dụng tình cảm theo khắc ái là rất lớn. Để nói rõ hơn về các hoạt dụng của tình và tưởng, Đức Phật đã nêu ra các tướng trạng sau đây. Mỗi một tướng trạng là một tình huống, mỗi một tình huống ứng với loại hình sống, rồi thói quen sống, khuynh hướng sống của chúng sinh nói chung và con người nói riêng. Một, dâm tập giao tiếp, tức là các hoạt dụng tính dục trở nên như là một bản năng. Và người nào nặng về phương diện này đó thì thích tìm cái khoái lạc do sự tiếp xúc làn da với làn da, cơ thể với cơ thể, và hầu như biến nó trở thành như là một phần xúc thực quan trọng nhất trong đời sống. Mỗi một lần có cọ sát đó, thì cái tướng ấm về ái tình đó, nó trỗi dậy. Hai tập khí khắc ái giữa hai người khác giới phái đã trở thành ngọn lửa đốt cháy tâm can của hai bên. Rồi lửa dục đó cứ như thế nó thôi thúc, nó làm cho con người gần như là rất khó vượt qua được.
Hai, tham tập giao kế, tức là người không nặng về hoạt động tình ái nhưng mà lại bị vướng kẹt bởi tâm tham ái, tham lam, rồi họ cũng tìm cách để thu hút nhau, hấp dẫn nhau, đến với nhau. Lúc đầu như là một cái nhu cầu để khỏa lấp những khoảng trống, sự cô đơn, buồn chán, lạnh lẽo. Về sau đó thì hai tập khí tham ái này đó tác động nhau, tạo thành một cái sự chi phối, và đương sự trong cuộc trở nên là bị lệ thuộc, thiếu vắng. Cho nên tu tập vượt qua sanh tử thì trước nhất phải vượt qua kama tanha, tức là dục ái, sau đó là vượt qua tâm tham ái ở mức độ thông thường. Thứ ba, mạng tập giao lăng. Đây là loại người mà tánh cao ngạo, tranh chấp, va chạm, xung đột, lộ trừ lẫn nhau đó trở thành như là cái điểm nhấn trong cuộc sống, giống như là cá chọi cá, gà chọi gà. Các ăn quán giang hồ đó trở thành như là một cái thói quen sống, ăn miếng trả miếng. Tất cả những cái hoạt động của họ đó có thể tạo thành chiến tranh, bạo động, bạo lực, khủng bố, xung đột, lộ trừ, gần như là tranh chấp rồi kiện tụng vân vân. Ít khi tùy hiểu công đức giao, lúc nào cũng tìm lỗi của nhau để tấn công, phê bình, chỉ trích, thì hạng này đó tạo ra rất nhiều các phiền toái. Thứ tư, sân tập giao xung, tức là các xung đột va chạm phát xuất từ sự giận tức. Cho nên bên trong đó họ khởi lên những thái độ không hài lòng nhau, bốc đồng, và không bao giờ có được cái tâm thỏa mãn. Về tánh khí thì nóng nảy như lửa, về hành động đó, thì có thể thượng cẳng chân hạ cánh tay, về giao tế đó, thì dễ rất phật lòng và làm người khác cũng bị phật lòng. Sát khí thì nổi lên đùng đùng, khó có thể kiềm chế bản thân mình để vượt qua những cái trở ngại. Họ có thể sử dụng tất cả các phương tiện vũ khí để loại trừ, thanh toán. Như vậy giữa mạng tập và sân tập á, thì mạng là do quan trọng quá về chính mình mà thể hiện ra các hành động sân, còn sân tập á, là do tính khí nóng mà mất đi sự kiềm chế cho nên thể hiện ra các sự loại trừ. Thứ năm, trá tập giao dụ. Đây là mô típ người mà sự gian trá, thiếu chân thực, lừa đảo, mưu mô, tính toán, gọi là mưu ma trước quỷ, trở thành như là thói quen sống. Và họ đã sử dụng cái thói quen lừa đảo này như một cái nghề. Họ có thể cày bẫy, đặt dây thòng lọng, mở cửa nhử để cho những người khác có thể bị vướng kẹt vào. Và sau khi vướng kẹt vào rồi đó thì họ trở thành là cái người khống chế, chi phối. Còn các nạn nhân thì bị gông cùng, xiềng xích và nhiều cái phương tiện chống buộc khác làm cho khổ đau. Dối trá đó là một hạnh mà người nào sở hữu nó đó sẽ làm cho mình đó mất uy tín, rồi phạm vào luật pháp, bị xã hội cô lập lên án. Các tiếng thị phi đó nó trở nên rất là thường xuyên xảy ra. Do đó ai sống gian trá, dụ dỗ nhau bằng tiền tình, lừa dối nhau bằng nguyên lệ, tranh chấp nhau bằng sự lừa gạt, thì là những người mà tạo ra rất nhiều các rắc rối cho mình và cho người khác. Thứ sáu, cuồng tập giao khi. Thì đây là một cái dạng nặng hơn,
do gian dối quá mạnh, như là một cái tâm si cuồng này, không còn biết đúng sai, phải quấy, luật pháp, đạo đức, lương tâm, thậm chí họ cũng không còn biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên làm, đâu là không nên làm, ở đâu thì được, làm cái gì, nói như thế nào, chuẩn mực ra sao. Gần như họ là một cái tập hợp có một tính khí rất là tùy tiện, thể hiện ra rất nhiều các loại ô uế, giống như là bụi theo gió, tức là chỗ nào có gió chỗ đó có bụi, chỗ nào đó có cái các cái phương tiện để sinh ra các tập khí xấu, thì họ trở thành là một trong những người như thế. Họ dễ vui, rồi chạy theo các thói quen tiêu cực, chìm đắm, nhảy nhót, ném bê, trôi lăn trong các sự hưởng thụ để là lừa gạt nhau, rồi để hãm hại nhau, để gieo nỗi khổ và niềm đau cho nhau. Thứ bảy, oán tập giao hiềm, tức là những trạng thái hiềm khích, ăn oán, nội kết chứa đựng trong tâm, thể hiện qua hành vi rất là khéo léo, mà phần lớn khi giao tế người ta rất hiếm khi cảm nhận được và tránh xa được. Họ có thể rất tinh vi trong việc giấu, đè nén và không bộc lộ những cái oán tập giữa mình và người khác, mà ngoài miệng thì vẫn cười, trong tâm thì lửa dữ. Và thành phần này đó là ngược lại với những người có săn tập lớn. Người có săn tập lớn được gọi là ruột để ngoài da, tức là trong tâm như thế nào nó thể hiện ra bên ngoài qua tướng trạng hoặc là sắc thái của gương mặt, điệu bộ, giọng nói, cử chỉ, ứng xử. Đang khi oán tập giao hiềm thì họ thể hiện rất khéo léo, rất tinh vi. Nhưng mà cốt lõi đó là tâm ôm ấp các điều hiểm độc để trả thù, để qua mặt, hãm hại, thậm chí có thể sử dụng các phương tiện ma mạnh nhất để hại lẫn nhau. Cho nên khi mà sự hiềm khích do oán trái được dâng lên một mức độ quá cao thì họ có thể là nuốt nhau, ném, quăng, nắm, bắt, đánh, bắn, tốp, xiết, tức là có thể dùng bất cứ một hành động nào để mà triệt hạ đối thủ và tiêu diệt đối thủ. Rồi oán thù đối với họ trở nên là nỗi ám ảnh lớn. Thứ tám, kiến tập giao minh, tức là đây là những thành phần chấp thủ về quan điểm chân lý đối với chính trị, tôn giáo, triết học, nhận thức, lý tưởng, lối sống, quan điểm cá nhân. Là hầu như là họ luôn luôn lấy mình làm hệ quy chiếu. Rồi cái tôi đó bao gồm cái tôi chính trị, cái tôi tôn giáo, cái tôi triết học, cái tôi nhận thức, cái tôi xã hội, cái tôi dân sự và nhiều hình thái cái tôi khác. Cho nên họ rất khó chấp nhận kiến giải khác, quan điểm khác, khuynh hướng khác, lối sống khác. Do vậy trong quá trình sống luôn luôn xảy ra tranh chấp, cãi cọ, thưa tiện, rồi đối chất, rồi tranh biện, hơn thua, tra khảo, thẩm vấn, theo dõi, vân vân. Hầu như là bị vướng kẹt vào cái chấp liên hệ đến nhận thức mà chẳng đưa người bị vướng kẹt này đi tới đâu ngoài rắc rối và khổ đau. Thứ chín, uổng tập giao sen. Đây là những người nặng về khuynh hướng thị phi, nghe đầu này lặp lại ở đầu kia, nghe đầu kia đó tường trình lại ở đầu nọ, đôi lúc mà thêm thắt, dặm muối, dặm cá vào để cho vấn đề nó trở nên phức tạp hơn, căng thẳng hơn. Họ gần như lấy lời thị phi
trở thành như là một loại thực phẩm. Không nói chuyện thị phi là chịu không nổi, đi tới đâu là tạo ra rắc rối, tranh chấp rồi ở chỗ đó. Cho nên họ có thể vu khống, xuyên tạc, dèm pha, chủ yếm, bài xích, để tạo ra cái sự nổi trội vào mình, đè vào người khác xuống. Những người mà bị uổng tập chi phối nhiều đó thì gần như là suốt cuộc đời không thể nào có được bình an. Nghe một lời nói của người khác lòng cảm thấy đau như cắt, cứ nghĩ người ta là ám chỉ mình, tấn công mình, phê bình mình, chỉ trích mình, và sức chịu đựng của họ trở nên rất yếu kém, cho nên họ bị những cái thị phi chi phối. Nỗi khổ niềm đau dâng trào theo năm tháng đối với những người có uổng tập như là một lối sống. Thứ 10, tụng tập giao thuyên. Đó là những người thích cãi vã. Thì đây là một trong những hoạt động của tâm sân, kèm với một phần của tâm si. Nguyên nhân chính là họ không thích phơi bày lỗi lầm của mình, đang khi lại thích châm chích bê móc lỗi lầm của người khác. Mỗi khi có lỗi lầm gì đó thì giấu che, gần như thể là mình rất là cao thượng, trong suốt. Và trên thực tế họ là một người rất là gọi là xiểm tà, không hề có cái gì được xem là chuẩn mực hết, nhưng mà đi đâu cũng thích phô bày rằng á mình là thứ thiệt, mình đó là chuẩn mực. Cho nên lối sống của họ đó thường gắn kết với các ác hữu, rồi nghiệp phàm, nghiệp xấu đó, nó chi phối quá nhiều, đến độ là họ bị vướng kẹt vào các cái tranh chấp, rồi những cái che giấu, những cái tranh giành các cái quyền lợi vốn chẳng đưa đi tới đâu. Theo Đức Phật, đó là 10 nguyên nhân căn bản mà các loài chúng sinh đó đã gieo các hạt giống tiêu cực trở thành nhân của khổ đau. Rồi các nhân khổ đau này đó lại tuần tự trở thành quả khổ đau. Ở quả khổ đau đó lại tiếp tục tồn tại và phát sinh ra các nguyên nhân tiềm ẩn mới. Những nguyên nhân tiềm ẩn mới này đó lại tiếp tục tạo ra các hành động phàm tình mới. Rồi các hành động phàm tình mới đó lại tiếp tục tạo ra các hệ quả xấu mới. Cứ như thế, các loài chúng sinh và con người cứ lẩn quẩn lên xuống giữa các tập nghiệp qua 10 giống loại vừa nêu. Là một phân loại nhỏ thì 10 nhóm loại này đó có thể được chia làm 3 thứ. Có những nguyên nhân nỗi khổ niềm đau gắn kết với tham ái, có những nguyên nhân nỗi khổ niềm đau gắn kết với sân hận, có những nguyên nhân nỗi khổ niềm đau gắn kết với sự si mê, và trong 10 tập nhân khổ đau này đó gắn kết với sân hận á gần như là chiếm đại đa số. Nếu phân tích tương quan thì nơi nào có sân hận, nơi đó có tham ái và sân si. Nơi nào có sân hận thì đồng thời cái chấp ngã, chấp pháp, chấp mọi sự hiện tượng cũng đồng thời có mặt. Do đó để chặt đứt các cái nhân khổ đau thì con người phải cố gắng làm chủ tâm, vượt qua bằng sự chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Nỗ lực như thế là đang tiệm cận với chân lý, đang trải nghiệm con đường an vui hạnh phúc. Người tại gia thì cần phải nỗ lực vượt qua 10 tập nhân khổ đau này. Người xuất gia thì hầu như là ít khi bị vướng kẹt vào, mà nếu ai bị vướng kẹt đó thì cần phải nỗ lực vượt qua nhiều hơn nữa thì mới có thể xứng đáng trở thành là một nhà tâm linh có năng lực lớn và có khả năng để hướng dẫn chúng sinh vượt qua nó có niềm đau.
Vấn đề 4, lục giao báo. Trong đoạn kinh này thì Đức Phật nêu ra 6 quả báo khi con người đã bị vướng kẹt vào một trong 10 loại tập nhân, hoặc 2, hoặc 3, 4, 5, 6, 7, 8 và cả 10. 6 giao báo này nó có mặt khắp mọi nơi, tác động chi phối, ảnh hưởng con người như là một quy luật. Ai đã lỡ gieo các loại tập nhân khổ đau thì hậu quả giao báo đó phải có thôi. Đức Phật đã dùng hệ quy chiếu 6 giác quan để phân chia các hậu quả, các cái quả báo xấu liên hệ đến mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm và ý hình dung. Đây là một cái sự truy nguyên rất chuẩn, vì phần lớn toàn bộ các nguyên nhân rắc rối, khổ đau, bất thiện, tiêu cực của con người nó liên hệ đến các giác quan thôi, không có gì khác. Và dựa vào cái hướng này đó, phân tích về nội dung của các sám pháp, ta có thể khẳng định rằng là khóa hư lục của Ngài Trần Thái Tông là có chiều sâu nhất so với các sám pháp còn lại của Trung Quốc. Vì các sám pháp khác đó thì nhấn mạnh đến các hành động tội lỗi, nhưng mà nói ở mức độ chung chung bằng một cái ngôn ngữ quá thống thiết, làm cho người ta dễ bị ám ảnh, ở đâu cũng là khổ, giống như Pasteur nhìn vào không gian dưới ánh sáng, chỗ nào cũng là vi trùng. Đang khi truy nguyên gốc rễ của nỗi khổ niềm đau qua 6 giác quan đó, giúp chúng ta có thể thấy rõ được đâu là đầu mối, đâu là nguyên nhân, đâu là trợ duyên, và cái cách thức chúng ta có thể làm chủ được bản thân mình. Thứ nhất, kiến báo chiêu cảm ác quả. Đây là những ác quả bao gồm chuỗi mất xích của các nỗi khổ niềm đau do cái thấy sai lầm mà ra. Toàn bộ những nỗi khổ niềm đau này là do con mắt gây sự. Ví dụ như phá hoại hạnh phúc người khác, không chung thủy trong hôn nhân là do vì con mắt quá đam mê sắc đẹp, hoặc là bàn tay ngứa ngáy trộm cướp, tước đoạt sở hữu phi pháp là do vì con mắt nhìn thấy tạo ra tánh kham. Thì những người mà bị kiến báo chi phối quá nhiều đó thì nó có thể có cái biểu hiện ở cuối đời vào giờ phút lâm chung, nhận ra rằng là có một cái lửa ngọn lửa hồng cháy khắp, nó thiêu đốt mình, rơi vào một cảnh giới trở thành là như là cho bụi tan tàn. Bình thường đó thì người đó có thể cảm nhận cái sự hung dữ, rồi cái ám ảnh về nỗi khiếp sợ, sau đó thì có thể thấy một cái gì đó nó mù mịt tối tăm, tạo ra một trạng thái hoảng hốt vô cùng. Nói theo y khoa ngày nay đó, kiến báo có thể dẫn đến hậu quả xấu nhất là các loại bệnh quan tưởng. Thấy các sự vật hiện tượng vốn không tồn tại trong thế giới hiện thực, họ tự hình dung, tự nấn tạo, tự trải nghiệm, tự độc thoại, tự sợ hãi và tự gây ra khổ đau cho mình. Các cạnh tranh như là cạnh tranh thời trang, cạnh tranh tiêu thụ, phần lớn đều gắn với kiến báo, nó dẫn đến tình trạng tán gia, bại sản, phung phí, hao tổn, và thậm chí có nhiều hưởng thụ không làm cho con người trở nên hạnh phúc được. Thứ hai, danh báo chiêu cảm ác quả.
Đây là toàn bộ các mắc xích nỗi khổ niềm đau gắn kết với nghiệp nghe của lỗ tai. Ai thích nghe lời thị phi, ai dễ dàng động tâm khổ đau bởi lời thị phi, ai đắm nhiễm các loại sóng âm, ai bị vướng kẹt vào lời nói thì thường bị dân báo này chi phối rất mạnh. Hầu như là cái cuộc sống của người mà nặng về dân báo đó là chìm vào cái bung sung của cảm xúc. Phần lớn chị em phụ nữ kẹt vào các khổ đau do văn báo mà ra, tức là sống bằng lỗ tai nhiều hơn là bằng lý trí. Nếu tình yêu đối với phần lớn chị phụ nữ là từ lỗ tai đi vào con tim, thì nỗi khổ niềm đau do những lời nói ngon ngọt hoặc là những lời căng thẳng có thể làm cho họ bị đốt cháy hàng giờ và hàng phút. Là những người tại gia đó, các chàng trai và những người đàn ông cần phải thấy rõ được cái hoạt dụng của lỗ tai đối với người nữ, và do vậy phải truyền thông tình yêu bằng lời nói chứ không thể khô khan. Vì nhiều chị em phụ nữ đó cảm thấy rằng là mình bị bỏ rơi, mình bị phớt lờ, cho nên nỗi khổ niềm đau có thể trỗi dậy theo năm tháng. Có nhiều chị em phụ nữ nặng cái khuynh hướng là thích nghe những lời nói ngon ngọt, thậm chí là nịnh hót mình, và chiều được lỗ tai họ là có thể lấy được trái tim. Có nhiều người đàn ông là thích a dua, nịnh hót, khen một cách là phi thực, thì đều là những người mà cái nghiệp lỗ tai nó quá nặng, nặng theo hướng tiêu cực. Do vậy đó họ dễ dàng bị lừa đảo, phỉnh gạt và trở thành nạn nhân của lỗ tai, cần phải nỗ lực vượt qua. Các loại tiếng ồn mà trong thời hiện đại được xem là một loại nhiễu loạn. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nói âm thanh đó là cây gai của thiền định. Các loại âm thanh nhiễu sóng đang khi con người cần sự yên lặng hướng nội đó thì trở thành là cái bung sung làm cho con người bị loạn tâm, vọng niệm móng khởi. Cho nên là toàn bộ các phương pháp tâm linh của Đạo Phật cốt là giúp cho hành giả có thể lắng được cái nghiệp nghe, nghe một cách sâu lắng, có quán chiếu, không phê bình, không chỉ trích, không trách móc, không hờn giỏi, mà khởi lên một cái hiện tượng vô chấp và buông xả trong sự nghe. Thì lặng lẽ trong tánh nghe này đó sẽ giúp cho con người đó gần như là trở nên có chiều sâu hơn và điềm tĩnh hơn để giải quyết các vấn đề đâu là đúng đâu là sai qua các hình thức sống ăn. Thứ ba, khú báo chiêu cảm ác quả. Đây là mắc xích của những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến khú giác, tức là lỗ mũi. Mỗi người có nghiệp mũi khác nhau. Có người thì thích ngửi khói, có người thì thích ngửi mùi hương, có người thích thì nghiện mùi hôi. Đủ thứ nghiệp. Để cho khú giác chi phối á, thì gần như là con người bị dị ứng và rất khó có thể cảm thấy được hạnh phúc. Nhạy cảm lỗ mũi, đi tới đâu tự nghe mùi xú quế ở đó, họ dễ bị dị ứng và vịt lỗ mũi lại. Thì càng vịt lỗ mũi thì càng cảm thấy nó khó chịu, nỗi khổ niềm đau theo đó dâng trào nhiều hơn. Vợ chồng mà quen hơi là một thuật ngữ mô tả về tập nghiệp của khú giác. Các khú giác làm cho con người trở nên bị nhiễm đắm bể thông qua những sự đam mê, rồi cũng do khú giác mà con người trở nên nhàm chán đối với con người, sự vật, tình huống nhất định nào đó.
Khứu giác đóng một vai trò quan trọng trong đời sống tình ái, trong đời sống tại gia. Người xuất gia thế là được Đức Phật khích lệ vượt qua tính bản năng và tham ái của khứu giác, để chúng ta không bị nhiễm đắm bởi các loại hương liệu, các trang sức phẩm, và thấy rõ được mọi sự vật trên đời là bất cấu và bất định. Cho nên ở trong những không gian bị ô nhiễm, ta không bị khởi phiền não. Trong những không gian quá thơm tho đó, ta không khởi lên sự nhiễm đắm. Thản nhiên trước tất cả các cảnh trạng mùi hoặc thơm tho hoặc tanh hôi, hành giả được xem là thông dong tự tại. Thứ tư, vị báo chiêu cảm ác quả. Những nỗi khổ niềm đau do phục vụ cho vị giác, tức cái lưỡi. Đây là mô típ người thích là món ngon vặt lạ. Trải nghiệm cao lương mỹ vị là thói quen. Phần lớn các thành phần thượng lưu giàu có vướng kẹt vào nghiệp vị báo này rất nhiều. Có người phải bay qua Trung Đông đến những cái khách sạn nhà hàng 7 sao, bỏ ra khoảng là vài chục ngàn đô ăn các loại thực phẩm cao lương mỹ vị, những cái loại thủy hải sản hiếm quý nhất, để thỏa mãn và đề cao cái đẳng cấp thưởng thức của mình. Mà thực ra đó, độc tố trong các loại thủy hải sản đặc hữu đó, đó là rất cao. Theo các nhà dạng vật học đó, thì loại thủy hải sản nào mà cái vảy của đó đó có màu sắc sặc sỡ thì chứa cái tỷ lệ độc tố cao hơn là các loại có vảy bình thường. Cá biển độc hơn cá ở sông. Nhưng mà người giàu có thì không thích ăn những cái loại thông thường, ăn những cái loại mà chỉ nơi đó mới có thôi. Như vậy họ đã bỏ tiền ra để mua các nghiệp vị giác về, mà lượng chất bổ thì chẳng có, chỉ hại sức khỏe, giảm tuổi thọ thôi. Rồi đàn ông thì bị kẹp vào vị giác của rượu bia, thuốc lá. Nhiều chị em phụ nữ và đàn ông thì nghiện cái vị ma túy, và nghiện rất nhiều các cái vị tiêu cực khác, từ đó dẫn đến sự chìm đắm, vướng kẹt, vân vân. Dân Việt Nam thì người ăn mặn vướng kẹt vào nước mắm, mà đối với dân nước ngoài đó, cái mùi vị đó là rất khả ố. Dân Campuchia đó thì bị nghiện vào cái khứu giác và vị giác mắm nóc, nó còn thuộc loại là hàng sư phụ của nước mắm. Xem ra đó, về phương diện ẩm thực thì dân phương Tây ít bị kẹt vào những cái loại vị và những cái loại khứu giác dẫn đến những cái hình thức ăn tươi nước sống hay là tiêu thụ các loại thực phẩm mà nó làm cho con người trở nên là bất nhẫn và bất nhân. Cho nên không vượt qua được thói quen vị giác đó, thì đi tới đâu là con người dễ bị chảy nước miếng lắm. Nghe mô tả là bắt đầu nước bọt chảy ra nè, dịch vị trong cơ thể nó làm cho người đó cảm thấy cái bụng là cồn cào đòi ăn. Chị em phụ nữ bị kẹt vào vị giác này rất nhiều. Nữ thực như miêu, nữ thực hơn nam vì ăn nhiều lần. Ăn ít nhưng mà ăn loại thứ dữ không à, nên tiền tốn nhiều hơn. Các sư cô tu ngon lành nên không bị. Thứ năm, xúc báo chiêu cảm ác quả. Đây là một chuỗi các nỗi khổ niềm đau liên hệ đến sự tiếp xúc làn da và cơ thể. Ở mức độ dân dụng đó,
thì người bị xúc giác chi phối đó, thì thích làm giường cao, niệm tốt, áo mát mẻ, phù hợp với ba mùa nóng, lạnh và mưa. Gần như là họ tốn rất nhiều tiền cho các trang sức phẩm, cho các loại giày dép, số lượng có thể lên đến hàng trăm, chất đóng cả một cái tủ, ở chỗ nào cũng có đầy tất cả các vật dụng để phục vụ cho cái nhu cầu của xúc giác. Gần như là xúc giác chi phối con người nhiều hơn cái gì hết, vì ngoại biên của xúc giác là quá lớn, là toàn cả cơ thể này. Xúc giác của tóc làm cho người ta có nhu cầu phải cắt loại này kiểu kia, nhuộm loại này kiểu nọ. Xúc giác của gương mặt làm cho người ta phải trang sức phẩm, phải tút, phải dùng các loại hương liệu. Xúc giác trên cơ thể làm cho ta phải tốn kém rất nhiều kem dưỡng da, mà những thứ đó đều là những sản phẩm đắt tiền. Cho nên chị em phụ nữ đó bị thế giới sản xuất đó đánh lừa bằng cách là đề cao quá nhiều cái giá trị của xúc giác qua làn da, qua công thức nhất dán nhì da, và cuối cùng là họ móc túi gần hết sạch sành sanh thông qua sự thỏa mãn nhu cầu của xúc giác. Người xuất gia thì được Phật khích lệ ngủ trên đơn, tức là dụng cụ nằm rất đơn giản, chỉ đủ cho một người nằm thôi, đơn lẻ thôi, không có trang sức, không có niệm, không có thoải mái để cho sự nhiễm đắm không xuất hiện. Thứ sáu, tưởng báo chiêu cảm ác quả. Đây là mất sức của hàng loạt các nỗi khổ niềm đau do tưởng tượng sai lầm mà ra. Ai sống về cảm tính nhiều đó thì cái tưởng cũng trở nên phong phú. Tưởng nhiều quá nó trở thành như là loạn tưởng. Loạn tưởng là do các điều kiện chưa đủ đủ, dẫn đến các cái phán đoán hoặc loại suy diễn dịch quy nạp tổng hợp sai lầm, có khi ảnh hưởng tiêu cực, có khi là ở trung tính. Cũng có những loại loạn tưởng đã làm cho con người bị chìm đắm trong sự hoài nghi, mất niềm tin vào cuộc đời, vào con người. Thì tới đâu họ cũng nhìn thấy các loại ám ảnh, các thành kiến chi phối và tác động đến độ gần như họ mất hết sự tự tin và mất niềm tin vào cuộc sống. Ở một loại nguy hại hơn đó, quan tưởng là một loại bệnh lý của thần kinh, còn được gọi là bệnh tâm thần. Người quan tưởng có thể tưởng ra những thứ không có thật. Họ có một thế giới rất riêng, một thế giới chẳng giống ai, một thế giới của chính họ, một thế giới mà chỉ có chính họ và các bác sĩ điều trị họ cảm nhận được, hình dung được. Một bên á là tưởng theo một cách điên loạn, và một bên á tưởng theo một cái cơ chế để khống chế những người điên loạn. Thì rơi vào tình trạng này đó, nhẹ là khổ về cảm xúc, nặng á thì bị điên loạn trọn đời. Có rất nhiều người bị quan tưởng, nghĩ rằng á là mình cần phải tự vệ, đang khi họ đang tấn công người khác. Họ nghĩ là người khác giết họ, nói xấu họ, đâm thọc họ, giết hoặc là hãm hại họ, cho nên phải phản ứng tự vệ, đang khi họ đang làm những nghiệp phi pháp. Sáu đầu mối của tập nghiệp phàm phu liên hệ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý vừa điêu. Nói một cách hiện thực là đầu mối của các nguyên nhân xấu. Và cũng từ việc làm chủ sáu giác quan
con người trở nên chân nhân hơn, thánh thiện hơn. Do vậy có thể chuyển hóa được các nỗi khổ niềm đau và vượt qua rất nhiều các cái hệ lụy tiêu cực. Vấn đề 5, biệt nghiệp. Theo Đức Phật, nếu mỗi một nhóm loại chúng sinh thông qua cộng đồng có một loại nghiệp chung chi phối cá tánh cộng đồng, cá tánh quốc gia, thì ở mỗi con người và các loài động vật đều có các tập nghiệp riêng biệt, được gọi là nghiệp riêng. Những người có mẫu số chung nghiệp riêng á, cùng tồn tại, cùng khuynh hướng sống thì tạo thành một cái tổng thể nghiệp chung. Mối quan hệ giữa nghiệp chung và nghiệp riêng không thể bị tách rời. Trong các cặp song sinh, ngoài nghiệp chung giống nhau về gen di truyền, tạo ra màu da, vóc dáng, cá tánh của các thành viên trong các cặp song sinh và đa sinh hầu như là khác nhau. Những cặp song sinh nam và nữ, sự khác biệt về ngoại hình đã rõ ràng, sự khác biệt về nghiệp lại càng rõ ràng hơn. Tính biệt nghiệp ở các cặp song sinh khác giới phái lại càng cao hơn các cặp song sinh hoặc đồng nam hoặc đồng nữ. Các biệt nghiệp do bối cảnh giáo dục, môi trường sống, kinh nghiệm cá nhân, thói quen và những điều tập tành tạo ra suốt chiều dài của sanh tử. Về hoạt động của nghiệp riêng, bất cứ ai không khép mình trong đời sống đạo đức để phát triển nhân cách, phạm vào các quy chuẩn đạo đức thì trải qua nhiều kiếp sống không thể nào có cơ hội tiệm cận được chân lý và giác ngộ. Cho nên họ phải lãnh lấy rất nhiều các hậu quả mà mỗi một ngày tháng trôi qua đó trở thành là một cái sự hành hạ với nhiều nỗi khổ và niềm đau. Nghiệp riêng đã làm cho con người chạy theo tâm tham, tâm sân, tâm si hay là tâm chấp thủ. Rồi các cái nghiệp riêng này đó lại tiếp tục chi phối con người. Con người trở thành cái gì đó rất khác biệt và cũng rất là dị hợm. Cho nên tạo các nghiệp riêng phạm pháp làm cho con người mất tương lai, tạo các nghiệp riêng hạnh phúc làm cho con người trở nên an lạc. Như vậy toàn bộ các cảnh huống đời sống hạnh phúc khổ đau và các cái cảnh trạng trong cuộc đời theo kinh Tổng Lăng Nghiêm là do biệt nghiệp mà ra. Thì tại đây Đức Phật lại tiếp tục nhắc lại những nghiệp riêng về tình, về tưởng, về trí. Ai sống với nghiệp riêng nặng về tình thì nhẹ nhất là dễ mũi lòng bởi các cảm xúc, nặng nhất là hưởng thụ khoái lạc như là một thói quen. Ai sống về tưởng tích cực thì trở thành là các nhà phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Ai sống về các cái tưởng tiêu cực thì trở thành là những người chẳng giống ai. Ai phát huy các nghiệp riêng trí tuệ, kiến thức, phương pháp, bài bản thì trở thành là những người đứng đầu trong một lĩnh vực, có cơ hội làm giàu và khống chế thế giới bằng những sáng kiến sáng tạo của mình. Tất cả mọi cảnh hướng đều do biệt nghiệp của con người mà ra. Cho nên không đổ lỗi cho trời, đất, cho người, cho hoàn cảnh, cho tình huống. Phải ghi nhận sự tác động chi phối của biệt nghiệp đã dẫn đến các cảnh giới tái sinh. Tái sinh làm con người, làm con người ngoài hành tinh, làm các loài súc sinh,
làm cảnh giới ngạ quỷ tạm thời đều do các biệt nghiệp và sự chấp trước vào các biệt nghiệp mà ra. Trong mỗi loại, cụ thể như là con người, thì gần như là mỗi đơn vị con người đó lại có hàng tá hàng loạt các biệt nghiệp mà ở người này có, người khác là không có. Từ đó nó tạo ra sự thiên sai dạng biệt trong sinh giới. Khi quả báo tốt và xấu của các biệt nghiệp kết thúc thì lập tức những cái hạt giống biệt nghiệp mới là được gieo tạo để tạo ra các cái kết quả hoặc là hậu quả. Đang khi quả trộn của các biệt nghiệp diễn ra thì những nhân biệt nghiệp mới là tiếp tục gieo trồng. Cứ như thế tạo thành một sự đắp đổi, giao thoa tương tác, và theo đó đó con người là tiếp tục trôi lăn ở trong ba cõi và sáu đường. Nói tóm lại, thông qua việc phân tích các hoạt động của biệt nghiệp và những hậu quả mà người bị vướng kẹt vào biệt nghiệp có thể dính phải, Đức Phật cho chúng ta thấy rằng tâm chính là người thợ vẽ, cũng là đạo diễn chi phối tất cả các hoạt động nghề nghiệp, hoặc đạo hoặc đề hoặc cả hai của con người. Làm chủ được các biệt nghiệp tiêu cực thì con người khỏi phải sợ hãi trước sự trừng phạt nghiêm khắc của luật pháp. Làm chủ được các biệt nghiệp tích cực thì con người ngày càng được tiến bộ, thay đổi cuộc sống, chuyển hóa số phận và có thể tiếp cận một đời sống rất hạnh phúc. Trên nền tảng đó đó, cần phải nhận thức đâu là nghiệp cũ, đâu là nghiệp mới, đâu là nghiệp sống, nghiệp xấu, đâu là nghiệp ăn vui, để một mặt loại trừ những gì không tích cực, mà khác là phải phát triển các biệt nghiệp cao quý. Hạnh phúc hay khổ đau nằm trong tầm tay do nhận thức và các hành động cá biệt mà ra. Cho nên biệt nghiệp theo Đức Phật đóng một vai trò rất quan trọng. Làm chủ được các biệt nghiệp theo chiều hướng tích cực thì con người có thể dứt được các nợ cũ trong quá khứ, rồi tạo ra các phước đức mới ở hiện tại. Cho nên kết quả con người sẽ làm chủ được vận mạng của bản thân. Nói tóm lại, phần cuối cùng của chương thứ 8, Đức Phật đã nói về các nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp tạo ra lối sống phàm, nhân quả phàm, mà hậu quả đó là con người khó có thể thoát ra khỏi nếu không có những nỗ lực tiệm cận với chánh đạo, thực tập chánh đạo để vượt qua. Thì trong phần này, ở phần cuối đó, thì Đức Phật nêu ra từng loại chúng sinh một có những biệt nghiệp gì, dẫn đến những hậu quả như thế nào. Dĩ nhiên những mô tả đó là tương đối, chứ không nên hiểu theo mặt phẳng rằng cứ như thế là tạo ra một cái hậu quả như thế. Việc mô tả mặc định tương đối đó là giúp cho chúng ta dễ dàng hình dung tại sao trong thế giới này có sự thiên sai dạng biệt trong sinh giới. Không loại nào giống loại nào, ngay cả các chúng loại giống nhau thì cũng có các biệt nghiệp rất riêng, là điều do người ta tập thành các thói quen hoặc tích cực hoặc tiêu cực mà ra. Xin kết thúc ở đây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ